Chào mừng em đã quay trở lại với tựa game là Angry Birds Transformer và mình là Thanh Ezi đây. Thì nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment những ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thế nào? Ở đây thì mình sẽ tiếp tục với các con chim điên hóa thành những robot Transformer rất là đẹp. Mình sẽ vào đây và nâng cấp này. Hiện tại thì có rất là nhiều Transformer khác nhau nhá. Hiện tại thì mình đang sở hữu đó chính là Optimus này, Optimus Prime này. Đấy, đây là Red Optimus Prime. Có giáp, có tỷ lệ bắn trúng này, khả năng là lái xe ô tô này. Mình sẽ nâng cấp nó lên nhờ. Nâng cấp mất khoảng là 1.000 kìa. Nâng luôn thôi. Ok. Và mình sẽ cho tiếng nó nhỏ đi một chút nữa nhá. To quá. Và chúng ta sẽ chơi ở cái map ở đây. Mình còn lấy cả vàng cơ. Cái này như kiểu là nông trại vậy. Ở đây có cả boss này. Chúng ta sẽ chơi ở cửa nào đây? Những cái cửa này thì nó sẽ yêu cầu cái con đó chính là con này cơ. Đấy. Nó yêu cầu là sử dụng cái con này có tên là gì ta? Từ từ nha, mình sẽ xem con này tên là gì. Upgrade này. Con này tên là Bumblebee, con này là con xe ô tô màu vàng đây. Hóa khá là đẹp. Ê. Rồi, Bumblebee. Và mình sẽ chơi con Bumblebee đi. Bumblebee. Và chúng ta sẽ chơi cái map này đi. Ok. Chúng ta sẽ... Mình hết sạch máu rồi à? Mình muốn chơi một cái map này thì sao ta? Vấn đề là mình muốn chơi một cái map này. Đây, con này full máu. Còn con này thì không có máu nhỉ? Mình muốn lấy thêm máu ấy thì mình chúng ta có thể regen mất 600 này. Rồi regen mất 600 thôi. Cần 1 phút à. Finish nói chung là khá khó chơi nhờ. Vấn đề là ta sẽ đi đánh ở map nào đây. Hoàn thành cái con này nhá, nâng cấp xong rồi. Đó. Nâng cấp thêm là tăng cái rank up cho cái con này lên. Và rồi chúng ta sẽ tiếp tục nào. Mình sẽ vào đâu chơi đây? Vấn đề con kia đang rank 3 rồi. Cần 1 phút mới có thể gọi là ấy xong à. Chúng ta dùng hai game này. Vào và chơi thôi. Let's go nào. Lên. Từ từ nha. Mình sẽ có một cái nút ở đây nữa. Nên mình sẽ phải đổi nó một chút. Từ từ đã. Bắn vào gỗ đúng rồi. Tốt. Bắn vào gỗ. Bắn vào gỗ, nổ. Hay. Hay này. Vượt qua hết chỗ này đi á. Wow. Đấy. Chúng ta bắn vào cái gỗ này cho nó xa. Vượt qua, yes. Từ từ nha, ở đây có một cái nút. Chỗ này nó sẽ có một cái nút này. Vì thế mình cần phải đổi cái nút này lại một chút. Mình sẽ tìm thấy một cái nút ở đây đúng không? Mình sẽ để đúng chỗ này là nút A đi. Để ấn cho nó nhanh ấy. Để mình đỡ cần phải là... Mình sẽ xếp vậy này. Đó, và chúng ta sẽ mở lên thôi. Tiếp mình cần ấn nút A là được thôi. Nổ TNT. Đúng rồi. Lên, đấy. Phía dưới luôn. TNT kìa. Đúng rồi. TNT xuống dưới. Đấy, thấy chưa? Nổ hết luôn. Cái con này khó chơi quá. Lên, lướt qua. Lên nào, được rồi. Tốt rồi, chúng ta lên được cái con tàu này và tiếp tục là di chuyển. Sau khi đổi nút thì mình sẽ ấn nhanh hơn mà mình không cần phải vào tận trong này nữa. 24 này. Và chúng ta có thể claim bonus bằng cách là xem quảng cáo. Skip bonus. Con này là cái xe ô tô màu vàng đấy mà. Và mình sẽ nhận được thêm tiền này. 70 con lợn là thì nó sẽ mở được một cái con mới anh em ạ. Rồi mình sẽ chơi tiếp cái con này đi. Mình còn 2 máu nữa. Thoải mái chơi nhá. Lên nào. Và chúng ta sẽ xuống dưới bên này. Nào. Khó bắn quá nhờ.
Đúng rồi. Mấy con này khó bắn thế. Lên, lướt qua đi, lướt qua đi. Eww. Wow. Từ từ nhá. Lướt qua. Tốt. Con này trâu thế nhỉ. Rơi, đã rơi rồi. Mình còn hơn một máu rồi kìa. Cái này có máu nhá. Bắn vào đây. Trên trời. Mất máu chúng ta phải cần phải retrain lại đấy. Khó chịu phết nhờ. Phía dưới, bắn phía dưới. Cho nó nổ đi. Này, mày nhờn. TNT, tập trung TNT. Bắn nó, tốt. Lên xe. Mình tốn khá là nhiều máu trong cái map này đấy. Trò này khá là khó. Không hề dễ dàng một chút nào cả. Finish. Mình sẽ mở được thêm một con mới rồi. 70 con lợn là ta sẽ mở thêm con mới đúng không? À, đấy, 70 con lợn này mình sẽ unlock thêm cái thằng mới này anh em. Đấy, mở ra nào. Thằng này tên là gì nhỉ? Chắc là bên team đối địch đúng không? Dùng lợn để mở đúng không? Và nó sẽ mở ra. Xem nào, trong cái lồng kính này ra. Ghê vậy. Wow. Khỏe vãi cháy luôn. Wow. Khỏe nhờ. Bắn ở dưới này này. Đúng rồi, bắn ở dưới này. TNT. Ui, khỏe thế. Hóa xe ô tô nào. Wow, xe gì đấy. Wow. Phía dưới này. Đấy. Hay. Tên TNT. Phá hủy xuống cái dưới này. Đúng rồi. Cái chỗ này. Một phát này là nó sẽ nổ thôi. Lướt qua nào. Ôi trời, xe ô tô như hơi cùi. Nhưng mà nhìn bắn nó khỏe mà. Nổ này. Chúng ta kiếm rất là nhiều tiền luôn. Xe này ngon vãi, nhưng đây là con lợn chứ không đây khỏi con chim. Đây con lợn mà. Xe này ngon hơn xe kia rất là nhiều ấy. Đấy chưa anh em. Và mình sẽ kiếm tận được 20 con lợn cơ. Hơn 4.000 tiền. Yeah. Vút dâu luôn. Tuyệt vời. Cái gì đây ta, gồng tay à? Hay là cái gì đó. Lựa chọn team à? Friend gì đó, phải kết nối tới Facebook cái gì đó nhỉ? Không biết được. Đây mình chọn team này. Mình rất thích cái con lợn này luôn đấy. Ô kìa. Làm gì đấy? Cái gì đây? Robot kìa. Hỗ trợ luôn kìa. Wow, sướng vãi. Hết rồi. Tốt. Mình có thể gọi hỗ trợ được anh em ạ. Hay lắm. Cái gì đấy? Không được rồi, cái gì đó, mình không biết được cái gì. Bắn dưới chân. Bọn này nó khó chịu quá. Hỗ trợ nào. Uỳnh một cái, nổ luôn kìa. Nhờn nè. Vào đây. Mình sẽ bắn ở phía trên. Đúng rồi, cứ bắn phía dưới thì nó sẽ bị rơi hết thôi. Chứ còn bắn phía trên thì lâu chết lắm. Bọn này rất là trâu. Này, lái xe ô tô vượt qua như này luôn. Lên xe. Hay tuyệt. Một tờ game rất hay. Chúng ta sẽ đi đâu đây? Finisher. Rồi, và mình sẽ được thêm 19 con lợn nữa cơ. 450 tiền này. Ok, mình sẽ cảm ơn Sarah. Đây là đôi bạn. Đây, mình có thể vào trong này và biết được cái con ấy tên là gì nhá. Con này nó sẽ tên là Showway. Đấy, đẹp phết đấy. Và mình có thể nâng cấp lên cho nó. Lúc nào mình rảnh mình sẽ nâng cấp thôi. Còn lúc mình đang chiến đấu đúng không? Mình sẽ cần mở ra thêm một số con nữa ở đây.
nâng cấp đúng không? Thật ra thì mình sẽ cần mở cái chỗ cửa này, này. Cửa này thì bắt buộc phải chơi cái con đấy à? Mình sẽ lựa chọn hỗ trợ này, Chili này hoặc là Benigma này. 10 giây à? Mình sẽ chọn con Benigma xem nào. Lên, chúng ta trở lại với con xe vàng. Tốt, 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 tốt. TNT, TNT, đúng rồi, TNT, nổ, nổ, nổ. Ồ, không, không nổ, không nổ. Tốt, tốt. Hỗ trợ nào, hỗ trợ xuống. Đây rồi, có quân hỗ trợ rồi. Phía dưới chân, phía dưới chân, phía dưới chân, phía dưới chân. Trên đầu, trên đầu, trên đầu, trên đầu, trên đầu. Phía dưới chân đánh ơi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mình còn một máu rồi kìa. Khó chịu thế nhở. Tốt, 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 tốt. Phóng qua. Yes. Mình còn một máu rồi kìa. Cái này phải bắn thật nhanh anh em ạ. TNT đằng xa kìa. TNT. Đúng rồi, chuẩn xác đấy. Chuẩn xác đấy. Đổ, 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 đổ. TNT này, TNT này. Rồi, nổ hết luôn. Yeah, lên xe, lên xe, lên xe. Và mình kiếm được bao nhiêu con lợn đây? Không biết ta sẽ được bao nhiêu con lợn nữa. Đấy, hai người bạn với nhau. Và chúng ta sẽ kiếm được 31 con lợn cơ. Nhiều nhờ. Thật sự rất là nhiều lợn luôn đấy. Nào. Phối hợp con này cũng không được tốt cho lắm. Cũng bình thường thôi. Ở đây thì chúng ta sẽ được thêm lợn, thêm vàng. Megatron cái gì đó. Cái gì đây ta? Tại sao lại vào đây ta? Angry Birds Transformer. Mình đang chơi mà. Quay trở lại đã nhá. Đây. Level 6 thì chúng ta mới có thể mở được cái này cơ. Khá là nhiều thứ đây. Nâng cấp con này đúng không? Level 5 này. Mình mới có level 4 thôi. Cứ bình tĩnh và cần phải thêm sao nữa cơ. 14 phút nữa. Cái gì đây? Extra coin. Có nhiều thứ hay ho nhỉ. Cái này thì phải dùng Ultimate Prime. Lựa chọn một số con này đúng không? Mình sẽ lựa chọn con này luôn. Chẳng biết là có gì. Con này thì chỉ bắn vào được một cái đá đá nhá. Con này bắn đá. Ultimate này. Ultimate Prime bắn vào đá thôi. Tốt, tốt, tốt. Như thế này thôi. Rồi. Bắn vào đá này, xuống dưới này. Bắn vào đá đi, đúng rồi. Chuẩn rồi, chuẩn rồi, chuẩn rồi. Trợ giúp, trợ giúp, trợ giúp. Trợ giúp, trợ giúp, trợ giúp. Đúng rồi. Yes. Này này. Này này. Bắn nó kìa, trên trời nữa kìa. Đông quá. Này thì bắn đi. Bắn đi. Yes. TNT. Tốt. Tốt, tốt, tốt. Con này bắn vào những cái cục nước đá này thì ngon hơn rất là nhiều. TNT kìa. TNT kìa. Tốt. Yeah. Bắn vào đâu? Bắn vào đâu? Tốt rồi. Mình giết được khá nhiều lợn đấy. Cái cửa này khá là dễ. Cái gỗ này bắn rất là lâu luôn nhá. Này, này. Chạy đi đâu, chạy đi đâu. Màn này còn đang khá là dễ đấy. Màn sau mới khó. Lên xe, anh ơi. Lên xe luôn. Và ngay. Cái này kiếm tiền và kiếm. Và nó không giới hạn cái lựa chơi của chúng ta. Nên thoải mái mà chơi thôi. Đấy, skip bonus. Đập tay. Con này nó không giúp ích mình nhiều lắm. Thôi được, đập tay nó phát. Cặp đôi hoàn cảnh. Thêm lợn này, thêm tiền này. Và mình sẽ cần lên cấp 5 anh em ạ. Rồi, chúng ta sẽ chơi. Chỗ này đang mở khóa đúng không? Mình lựa chọn một trong hai con này. Con này con gì đây? Tập trung vào những cái đóng băng nhá, phía dưới này. Tốt. Tốt. Trên trời, trên trời, trên trời, trên trời, trên trời. Tốt rồi, tốt rồi.
Bắn à. Ờ, nước đá, nước đá, nước đá. Mày nhờ này thì mình cũng rơi xuống rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cục nước đá này, cục nước đá này. Không chết thì hơi phí. TNT, nổ, 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 nổ. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Tốt, 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 tốt. Núp nước đá phía dưới, phía dưới. Triệu hồi, triệu hồi, triệu hồi ra. Duỳnh một cái, thấy chưa? Wow. Có cái đẹp thế. Bắn laser à? Mình bắn từ phát một bắn. Ba, chết luôn rồi. Phá này ra, phá này ra, phá này ra. Trên trời, trên trời, trên trời. Tốt. Hỗ trợ đi, hỗ trợ đi. Con này hỗ trợ mình khá nhiều ấy. Này, này. Cái này bắn khó nhỉ? Bắn mãi mới được ở trong này. Vậy rồi, lên xe nào. Tuyệt vời. Ồ, khá là nhanh. Và mình sẽ được bao nhiêu lợn này? Mình cần lợn để mở khóa thêm nhân vật mới. Hay đánh tốt phết đấy. Dĩ nhiên rồi, 34 con kìa. Đập tay cái, dĩ nhiên. Giống hệt mình luôn này. Nhưng khác màu thôi. Và mình sẽ được hơn 100 con lợn cơ. Chuyên cấp nhỉ, còn lâu lên cấp. Ok, và chúng ta sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong những tập kế tiếp của Angry Birds Transformer. Bye bye.